Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dưới sự chỉ đạo của Sở Công Thương, các chợ truyền thống trên địa bàn Đà Nẵng đã triển khai kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, ghi nhận tại chợ Đống Đa vào sáng nay. Bản thông báo này được đặt ngay trước mặt tiền cổng chợ Đống Đa, yêu cầu mọi người khi đến chợ phải thực hiện tốt thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế, để giữ an toàn cho bản thân và xã hội trước đại dịch COVID-19. Ban quản lý cũng tăng cường nhân viên bảo vệ để thường xuyên nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi vào chợ. Thì thực hiện công văn của thành phố, của Sở Công Thương và có nhất là cái công văn của công ty về thực hiện nghiêm vấn đề xử lý nghiêm các tình trạng những hộ kinh doanh, khách hàng tới chợ không đeo khẩu trang. Đối với khách hàng tới chợ không đeo khẩu trang thì lực lượng làm nhiệm vụ trong ngày mời ra khỏi chợ. Còn đối với những cái hộ kinh doanh tại chợ, lực lượng tiến hành lập biên bản, ghi nhận ban đầu và xử lý đình chỉ từ 3 tới 15 ngày. Bên trong chợ, các tiểu thương đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang. Người đi chợ dường như cũng ý thức hơn rất nhiều về công tác phòng chống dịch, tuân thủ đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Trước cái tình hình dịch như thế này, thì mỗi người dân hay là cụ thể là chị em tiểu thương của mỗi người là trước hết là phải là khẩu trang là 24/24. Còn thứ hai nữa là nếu tốt hơn nữa thì găng tay thì càng tốt. Còn luôn là nhắc nhở với mọi người, nhất là những người khách đến chợ. Nếu ai chưa đeo khẩu trang thì chúng tôi cũng luôn nhắc. Và chị em chúng tôi là luôn là chung tay để mà đẩy lùi COVID. Dịch COVID xảy ra bất thường lắm, không mình không bao giờ mình lường được. Do đó thành ra là mình để bảo vệ cho mình và tất cả những người thân chung quanh. Do đó mình phải thường xuyên mang khẩu trang. Chợ là nơi tập trung đông người, dễ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, các ban quản lý chợ cần tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương trên cả nước. Mỗi tiểu thương và người dân khi đến chợ phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng.